các bạn một cái dụng cụ không thể nào thiếu của người trồng lan, đó là cái thẻ ghi tên, tức là thẻ tem các bạn, thẻ tem của cây của tên mình ghi lên đây để mình cấp tên cho cây lan để không bị nhầm lẫn. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như Mai Quy ghi cái thẻ tên này là ghi là cây Dendrochop Hổ Mang, thì mình ghi trên đây rồi mình lấy dây cột lan mình cột lại, hoặc là mình cắm vào đây, nhưng mà chúng ta nên cột lại chứ cắm vào đây để vậy nó hay bị rớt ra ngoài các bạn ha, để về thì không có hay lắm. Tức là chúng ta bỏ vào về thì không hay, mà chúng ta lên có sợi dây chúng ta cột lại thì chứ không thôi là nó sẽ bị rớt. Thí dụ chúng ta có sợi dây như vậy nè bạn, đó, cột lại rồi để vậy là nó cũng hay rớt lắm. Thì chúng ta cái thẻ tên này thì Mai Quy có một số cái chú ý thì chúng ta biết, thì nói chung là trồng lan thì ai cũng sẽ cần biết tên, chứ chúng ta để một thời gian rồi không biết cây đó tên gì nó lẫn lộn bạn. Nhiều khi chúng ta nhớ nó cây này nằm đây là cây Hổ Mang Chớp nè, cái nó cái bữa đó một cái gì đó gặp hứng chí hay là gặp một cái cơ hội gì đó cái lại chúng ta sang cây, chúng ta sang vườn dọn chỗ cây chúng ta quên, ôi làm xong rồi chết rồi không biết từ nãy giờ mấy cây đó tên gì. Và cái tình trạng là Mai Quy hay gặp qua, tức là chúng ta nhiều lúc chúng ta không có ghi tên thì chúng ta nói ta sẽ nhớ cây đó nằm ở đâu, lúc đó chúng ta sẽ rất là tự tin. Nhưng có nhiều lúc hứng chí hoặc nhiều lúc cái gì đó đột xuất thì chúng ta di chuyển cây nhưng mà chúng ta quên là phải cấp tên, thế là chúng ta làm xong rồi chúng ta mới nhớ là chúng ta từ nãy giờ chúng tôi chưa cấp tên rồi mà chúng ta đã di chuyển, thì nó hay là tình trạng đó. Đó là cái rất là nguy hiểm. Thì lúc đó là cái vườn chúng ta là sẽ bị tình trạng là coi như là không biết tên gì cây gì. Mình gặp cái tình trạng này rất là nhiều vườn mình lại hỏi anh ơi anh bán cây này thì cho em biết tên. Anh nói trời ơi tao mới dọn vườn thì nó lại không biết là cây gì. Đó, cái này mình gặp nhiều nên mình muốn chia sẻ các bạn. Thì cái thẻ tên này thì các bạn sử dụng là mục đích là cấp tên, thì nó có cái sự khoa học rõ ràng, đẹp, nhìn nó chỉnh chu và đặc biệt là không có nhầm lẫn cái cây. Chúng ta cứ cấp thẻ tên là không bao giờ nhầm lẫn. Thì tất nhiên chúng ta nhớ là sợi dây cấp tên là phải lấy dây cột lan nó bền, nó không bị xét. Chứ đừng lấy dây ni lông nó muốn sẽ mục nó sẽ rớt. Chúng ta cũng không được để dây hay là gấm thì kia nó sẽ bị rớt các bạn ha. Thì thường người ta hay là cột ở đây. Nhưng mà ở đây là cột không có hay, nhiều lúc nó bị đe che cái mắt ngủ các bạn, thì nó mất cái mắt ngủ. Thì chúng ta nên cột ở đây nè. Đó, cột cao cao vậy này là hay nhất. Có người thì cột ở trên cái đỉnh này. Đó như cái anten, ví dụ như anten môn lương, người ta cột ở trên này, ta treo toàn ten móc này cũng được, treo trên đây cũng được, hoặc treo ngay thân cũng được, với treo bên hông đây cũng được, nhưng mà đừng có che vậy các bạn ha, nó sẽ che mất ngủ, không có hay, cây phát triển không có được. Rồi còn một cái điều đặc biệt nữa là có thể nhiều bạn không biết, đó là cái ghi tên. Có nhiều bạn lấy bút bi, bút xó, đủ các loại bút để ghi, nhưng đúng nhất của nó là ghi nó là cái viết chi các bạn ha, bút chi. Chúng ta ghi lên thẻ tên này thì là nó sẽ vĩnh viễn luôn. Mình gần như là mình thấy không hề bị mất cái chữ đó đi. Còn ghi bút bi một thời gian sẽ không thấy chữ các bạn. Đó, như cái thẻ tên này là cũng phải 2-3 năm rồi mà chúng ta thấy là nó còn rất là rõ ràng. Đây là chữ viết chì, không bay màu, để nắng mưa thoải mái được các bạn. Và cái thẻ tên này đặc biệt đó là thẻ tên của Đài Loan. Nhựa của Đài Loan, chất liệu này của Đài Loan. Nắng mưa các bạn xài 5-10 năm không hư. Các bạn mà mua cái thẻ tên mà rẻ tiền á, cực kỳ rẻ đó, một thời gian á chúng ta gờ vô bóp là nó nát như cám, cái dòng khoen này nè nó đứt luôn, nó rớt cái thẻ tên ra ngoài luôn, và đặc biệt là nó không có giữ được cái bút chì, là một thời gian nó bay luôn. Còn thẻ tên này mình đảm bảo các bạn xài luôn, mình đảm bảo luôn các bạn, thì cái thẻ tên này mình đã bán cả chục năm nay rồi, cực kỳ chất lượng. Thẻ tên này là của thẻ tên Đài Loan. Và một điều rất đặc biệt của thẻ tên này nữa là thẻ tên này là size to này chúng ta có thể xài được tới 4 lần các bạn, 4 lần các bạn. Đây, nếu chúng ta sen á thì chúng ta xài cấp một thẻ tên là một cây quý hay gì đó, ghi một cái dài ra. Cái thứ hai là chúng ta muốn tiết kiệm, chúng ta cắt làm đôi. Đó, như cái này là mình cắt làm đôi nè, đó, mình bo tròn cho đẹp rồi nè. Thì cái đầu này chúng ta đục cái lỗ, đầu này chúng ta làm cái lỗ. Nếu chúng ta có cái bấm lỗ mà của trong giấy á, giấy tập á, trong văn phòng á, thì chúng ta bấm một cái lỗ đây cho nó đẹp, thì được 2 cái. Còn nếu bây giờ cây mà rẻ tiền mà nhiều quá, chúng ta về cả 100 cây mà cắt thẻ tên thì nó hao phí, thì chúng ta có thể cắt làm đôi, xong chúng ta cắt tam giác như vậy thì chúng ta sẽ được 4 thẻ tên. Chúng ta ghi được mặt trước và ghi được mặt sau, tức là nếu chúng ta mà xài mà nó mặt trước là ghi không đúng, chúng ta lấy giấy chì chúng ta gạch bỏ chứ không có bôi được nha các bạn, bôi nó không có ra. Xong cái mặt sau chúng ta ghi tên, tức là nếu cái thẻ tên nó mà xài đúng, có thể một cái thẻ này chúng ta được xài 8 lần, xài được 8 lần các bạn. Đó, thì chúng ta tùy theo cái thực tế để chúng ta xài ha.
thì thẻ tên bây giờ cũng rất là rẻ. Năm nay giá nó cũng vậy các bạn, không hề thay đổi giá. Một bịch một bì vậy là 100 cái. Chất lượng của những hàng Đài Loan rất là chất lượng. Có những cái loại thẻ tên Thái, loại nhỏ của các loại nước này nước kia, nhưng cái chất liệu này là chất liệu tuyệt vời nhất, đã được kiểm chứng gần 10 năm nay trong quá trình sử dụng mình mua quán tới giờ. Còn các bạn ghi nhớ là ghi viết chì, đảm bảo các bạn không bao giờ bay màu luôn, ghi đậm đậm lên chút xíu. Lấy viết chì, mua loại viết chì cũng tốt, chứ đừng mua loại rẻ tiền, nó là nhiều khi cái chì đó chì dở nó bay, đảm bảo các bạn vĩnh viễn sẽ không bay màu và cây chúng ta sẽ được cấp tên mãi mãi. Chúng ta chỉ còn duy nhất sợ là cái sợi dây cột vô là nó bị đứt thôi, thời gian thôi. Thì chúng ta nếu mà lấy dây cột lan mà cái dạng nè, mình chỉ là cái dây cột lan cho kỹ nha. Chúng ta lấy cái dây cột lan này nè, là 2-3 năm nó sẽ bị mục và đứt luôn, mình đảm bảo. Nhưng các bạn lấy dây cột lan mà dây này nè, cái dây cột lan mình bán bên mình một cuộn dây này nè, các bạn chập đôi lại sau các bạn cấp thẻ tên, mình đảm bảo các bạn là vĩnh viễn không bị đứt luôn. Vì sao? Vì cái lỗ sắt trong đây nó sẽ bị mục, nhưng ở ngoài đây là một cái lớp nhựa tráng bạc, nó sẽ giống như là nó một cái gì đó nó dẻo vậy đó, nó sẽ dai nhất, nó sẽ không có bị đứt. Các bạn chập đôi nha, một dây thì nó sẽ đứt, nó bị mục nó đứt, nhưng mà các bạn chập đôi về xong các bạn xỏ thẻ vô là được gấp hai các bạn, thì chúng ta sẽ là gọi là vĩnh viễn luôn, gần như là vĩnh viễn sẽ không đứt. Nó cứ toàn tay dính hoài vậy, để chúng ta như sợi dây này mình cột biết bao nhiêu năm rồi, nó có gì đâu, nó mềm mềm vậy thôi chứ nó có đứt đâu. Mình bứt không bao giờ đứt, đố các bạn bứt luôn đó, bứt rồi nó cứ dẻo ra đó, lực mạnh lắm nó mới đứt. Thì lúc đó chúng ta treo một cái thẻ tên thì nó là lâu dài đó. Thì cái đó là một số điều mà Quy muốn chia sẻ chúng ta qua cái thẻ tên các bạn ha. Thì cái thẻ tên thì chúng ta chưa cấp vô đây, ghi vô đây, ví dụ ghi chậu gì nhìn không hay, cấp thẻ tên rất là chuyên nghiệp. Vườn chúng ta cây nào cũng có thẻ tên thì sẽ cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp các bạn ha. Chúc các bạn thành công trên con đường chơi hoa lan, có một vườn lan đẹp và có tên ghi đầy rất là đầy đủ. Cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin